đôi nam thanh nữ tú giằng cảnh cãi nhau giữa đường, phối hợp trộm tài sản của người phụ nữ. Vụ việc được camera an ninh của một nhà dân gần đó ghi lại. Người phụ nữ đang đỗ xe đứng ở ven đường. Lúc này một đôi nam nữ từ phía xa đi tới, cãi nhau ầm ĩ. Cặp đôi to tiếng khiến người phụ nữ thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn. Cặp đôi bắt đầu xô xát. Người phụ nữ thấy tình hình căng thẳng liền chạy vội xuống xe để can ngăn. Gã thanh niên định nhảy vào động tay chân với cô người yêu, người phụ nữ vội đẩy anh ta ra xa. Người phụ nữ liên tục khuyên cô gái nên bình tĩnh, không nên đánh nhau như vậy. Lúc này gã thanh niên lảng ra xa phía sau, hắn liên tục nhìn ngó xung quanh với bộ dạng lén lút. Hắn vòng ra phía xe của người phụ nữ định làm gì đó. Lúc này phát hiện có người đi qua, hắn vội bỏ ra chỗ khác. Gã thanh niên giả vờ quay lại cãi nhau tiếp với người yêu. Người phụ nữ lại can ngăn, bảo thanh niên đi ra xa đứng. Khi phát hiện không có người, gã thanh niên lại gần chiếc xe máy của người phụ nữ. Hắn nhanh tay lục lọi và lấy chiếc ví trong túi xách của người phụ nữ treo trên xe. Sau đó nhanh chóng nhét vào túi rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Gã thanh niên quay lại, tỏ ra hối hận và xin lỗi người yêu. Người phụ nữ tiếp tục khuyên giải. Cặp đôi nhanh chóng lên xe rời đi. Người phụ nữ vẫn chưa phát hiện ra đã bị trộm đồ. Cô quay lại xe, lúc này người phụ nữ mở túi xách ra thì mới tá hỏa phát hiện chiếc ví bên trong đã biến mất. Xem lại camera quay chậm, có thể nhận thấy đôi nam nữ này đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Cô gái liên tục kéo người phụ nữ ra xa chiếc xe máy, sau đó thu hút sự chú ý để đồng bọn có cơ hội ra tay. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không để tài sản hớ hênh tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay chiếm đoạt.